Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Ông Thanh Bãi xin chào. Thì chiều theo ý kiến của một số bác hôm trước thì nhắn tin Zalo và bình luận trên cái comment bảo là test chất âm loa JD của Tây Ban Nha, bởi vì sao mà loa 25 lại có một cái mức giá nó cao đến như vậy, 8 triệu rưỡi một đôi. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái clip này các bác nhá, test chất âm xem là cái đúng rồi cái chất âm của loa JD này có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Đúng không bác? Bắt đầu test với ba theo loại nhạc các bác nhá. Đầu tiên ta sẽ làm tí bolero đi. Đấy, và chờ em tí nhá. Đây. Đây, bolero trước các bác nhá. Qua bolero trước đi. Âm của loa xịn nó vẫn cứ khác như khác biệt rất là nhiều so với những cái dòng loa bình thường đúng không bác, dù là loa 25 thôi. Bây giờ em sẽ test cho các bác một đoạn loa Arai đi. We'll be right back.
quá ghê luôn với cái đôi loa 25 của JD này các bác ạ. Và các bác biết là nghe cái chất âm của nó quá là kinh khủng luôn. Và giá bởi vì sao mà thằng này là loa 25 mà mới được một mức giá cao đến như vậy, 8,5 triệu. Đúng đâu, đáng đồng tiền bác ạ không các bác. Thật sự là như vậy luôn đấy. Loa 25 JD Tây Ban Nha các bác nha. Và đây là một giọng bên em sẽ có hai màu của các bác nha, màu đen và màu trắng. Ở đây là giọng loa thùng cân này, JD Tây Ban Nha này. JD các bác nha. Đấy, và cái chép của nó là cái chặng chép riêng biệt. Thực sự rất là hay luôn. Đấy, và bác ạ, giá của nó là 8,5 triệu một đôi các bác nha. Và bác nào có nhu cầu có thể liên hệ ngay cái số điện thoại đang hiển thị bên dưới màn hình các bác nha. Các bác mua cái đôi loa JD này thật sự rất đáng đồng tiền bạc gạo luôn. Xin chào. Vâng, và đây là cái nội thất bên trong của dòng loa này các bác nha. Thực sự là từ cái ánh mắt đầu tiên, từng cái nhìn đầu tiên khi chúng ta tháo cái e căng ra thì thực sự chúng ta sẽ thấy là cái độ cao cấp của nó, hoàn thiện của nó gần như là tỉ mỉ đến từng cái ốc. Bác sẽ nhìn này em đây, em tháo này, từng cái ốc e căng nó cũng đều là ốc thép không dỉ. Từng cái e căng họ làm, các bác nhìn cho em này, nó cực kỳ chắc chắn luôn. Họ làm quá chắc chắn luôn, quá hoàn hảo luôn đấy, thực sự luôn. Em thấy gần như là không có điểm chê ở đây luôn đấy, nó quá hoàn hảo luôn, cực kỳ chắc chắn. Thùng vách rất là dày. Đấy, thùng vách rất đầy. Họng này, họng vàng gôn đặc trưng. Đấy, họng đồng gôn đặc trưng của JD. Từng cái miếng lót, cao su lót của phần e căng. Thực sự là họ gắn keo rất là chỉn chu chứ không phải là họ làm cho có bác ạ. Không phải họ làm cho có, họ làm quá chỉn chu luôn. Một chiếc bát này, từng cái phần này, bác nhìn là những cái lồng gân xịn này, họ mắc tiền họ toàn làm cái kiểu này. Cái vành gân này, họ làm kiểu cái kiểu mềm mềm này hết. Nên là không bóc được. Nên là gần những loại này bóc ra là rách nát luôn. Bởi vì họ muốn gọi là để niêm phong, nó gần như niêm phong luôn. Để chúng ta là loa đã thay hay không là biết ngay. Đấy. Hàng xịn họ làm quá cẩn thận luôn. Gần hai sóng tẩm dầu nhìn đồng bóng nhoáng ấy. Đồng bóng nhoáng luôn, màng chống nước các bác nha. Mình cái màng loa quá đã đúng không? Chúng ta cứ cùng xem cái màng loa trước đi. Đây. Đây, bát loa. Một chiếc bát đặc trưng của JD. Xương đấy, xương cong gù của JD. Tiêm JD chính hãng. À, từng cái chạm loa hàng bãi đã qua bao nhiêu năm sử dụng rồi, có nhìn là chữ bụi rồi. Đấy mà nó vẫn còn bóng nhoáng thế này các bác, tiêm JD này. Quá đẹp thế này. Từng cái từ loa này, chữ lau này. Đấy, lau cái nhìn đẹp thế này các bác nhìn này. Quá xuất sắc luôn đấy. Nhìn quá khôn luôn. Côn này, nhện này, kêu này, có nhìn kêu cổ này, mọi thứ này. Nó như thế này các bác. Nó như thế này cơ mà. Nhìn nó làm độ hoàn thiện nó cao. Nó thật các bác là nhìn nó cũng đương nhiên là loa nào nó cũng giống nhau, cũng có tử rồi, có côn rồi, có màng, đương nhiên là loa nào cũng giống nhau hết á. Không phải là cái loa nào nó thiếu gì cả. Nhưng mà các bác nhìn cho em là những cái loa khi mà chúng ta nhìn những cái loa mà cao cấp á, mắc tiền á, thì họ gần như cái độ hoàn thiện họ làm nhìn nó cầm lên nhìn nó khôn. Nó chắc chắn các bác lắm. Từng cái vết cắt năm trầm mới nhìn em này. Hàng xịn nó kinh khủng ngon các bác. Những cái vết cắt năm trầm này không có một cái vết răng cưa luôn. Kinh không? Hàng xịn họ làm ghê không các bác? Những cái loại loa dựa tiền bác nhớ đồng em là họ cắt bằng cái lưỡi dao gọi là dao cao, chúng ta gọi là dao cao kim cương cái gì đó không rõ, nhưng mà người ta cắt vào cái năm trầm hoặc là không, nó không có cứng. Đấy, độ thử tính nó cao cho nên là thấp cho nên là nó hay bị sứt. Đấy, sứt cạnh mềm mẻ trên răng cưa. Còn đối với hàng xịn này các bác nhìn này. Cái này chỉ đứt tay thôi chứ còn chẳng bao giờ nó sứt. Nó sắc lẹt này. Nó không hề có một cái vết răm luôn này. Thực sự cái hàng xịn họ làm quá kinh khủng luôn đấy. Quá dã man luôn. Đấy. Phần tần của JD thì phải nói là quá khôn này. Họ làm quá tuyệt vời luôn. Những cái linh kiện họ làm qua bao nhiêu năm này, những cái rắc, những cái họ làm thời nó độ hoàn thiện quá đẹp. Hay. Phần tần JD là cực kỳ hay. Phần tần 30 của JD cũng chỉ tầm thế này thôi bác. Đấy, JD 30 cũng chỉ tầm thế này thôi. Nhưng mà phần tần của JD thì nói thật các bác là các bác sẽ không bao giờ mua được ở ngoài thị trường. Bởi vì cũng không bao giờ có, cũng chẳng có thằng có ai bán cả. Mà bây giờ các bác có trả mà bảo là 1, 2 triệu, 3 triệu đã bật. Lấy đồ phân tần này em nghĩ cũng chẳng có thằng nào nó đi đến mức là nó tháo ra bán cho các bác. Bởi vì cái đồ phân tần này thực sự là nó cực kỳ hiếm mà nó rất là hay. Tất cả những con tụ ở đây, con tụ đây đều là những tụ cao cấp, tụ xịn hết. Đấy, tụ xịn hết. Đấy. Không phải là những con tụ vớ vẩn. Một con tụ xịn nếu mà hàng xịn, ví dụ như cái hàng hãng á, thì một con tụ này nó giá trị tới vài chục đô. Đấy, chứ không phải mấy con tụ chúng ta hay mua ở thị trường nó vài chục ngàn một con đâu. Mà một con tụ xịn này các công ty người ta phải mua tới vài chục đô để một con này. Nó không hề rẻ các bác nhá. Đấy, các bác cứ lên trên eBay các bác kiểm tra những con tụ xịn như đồng này đây, Eson này. Đấy. Đấy. Đấy là nó rất là mắc, mấy chục đô một con. Rất là mắc các bác nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Và cái tép. Đây, tép này màu vàng gôn đúng đặc trưng của JD đúng không? Cực kỳ chất đúng không bác? Quá đẹp đúng không? Đấy.
test của JD đây, bác sẽ thấy đây. Test của JD thì 30 và 25 nó gần gần tựa giống nhau các bác. Nó gần gần tựa giống nhau. Rất là đẹp. Đấy, test của JD rất là đẹp. Đây, em chưa lau chùi này, rất là bẩn này. Cực kỳ hay luôn. Test JD thì nó có một cái điểm đó là các bác sẽ thấy là cái test JD đánh ra rất là nó thật các bác cái này này. Bảo test JD nó sáng, nó mạnh giống những dòng loa một số hãng tiếp neo hay thì em nói thật các bác là nó không có mạnh mẽ, nó sáng như thế. Nhưng cái tép JD nó có một cái điểm mà nó cực kỳ, nó chuẩn luôn. Bởi vì tiền nào của đó, độ nhuyễn, độ mịn của tép, tiếng tép ra thì thực sự không ai chê được đâu. Nó tiếng nó rất là mịn, cực kỳ mịn và đẹp đẹp luôn. Đánh rất là hay. Chứ còn bảo là nó sáng, nó te le ra thì không có. Không cần phải quá to, không cần phải quá khủng. Nhưng tép JD kể cả 30 cũng vậy. Nó cực kỳ chỉnh chu về cái chất âm. Đánh tiếng bát, tiếng tép ra nó thuật các bác luôn, nó là một đẳng cấp luôn. Cho nên vì sao mà JD bây giờ nó lại càng ngày nó càng hot như vậy, và nó người ta dùng rồi là người ta lại cứ săn lùng như vậy. Những người đã dùng JD rồi, nó thật các bác là những người đó người ta dùng rồi, người ta sẽ lại sẽ tìm đi mua JD tiếp. Đấy. Chứ không phải là những người vì sao mà JD nó lại càng ngày hot, chứ không phải các bác, không phải là theo phong trào đâu. Nếu một cặp loa mà nó không hay á, một cặp loa mà nó không hay á, thì là các bác những người ta chưa dùng bao giờ, người ta sẽ không bao giờ ta mua. Đấy. Nhưng mà thực sự một đôi loa đã hay thực sự, và người trước đã dùng và người ta đã nghe, người khác người ta nghe, và người ta nghe rồi, người ta trải nghiệm rồi, người ta sẽ tìm JD người ta mua tiếp. Đấy, cho nên vì sao mà JD càng ngày nó càng hot như vậy, nó càng tuyệt vời đấy như vậy các bạn. Đấy.